Mình đang đứng thuộc xã Định Yên nha các bạn. Cái này là cái hướng này là về xã Định Yên nè. Đó. Thì những người mà người ta phơi chiếu dọc theo đường dữ lắm nha các bạn. Đó. Cái làng nghề nha các bạn. Đó, xa xa đằng kia đó. Cái làng nghề nha các bạn. Đây. Đó. Chiếu lên nha các bạn. Cái này là người ta dựng. Dựng cộng lát xong này nha các bạn. Ta dựng cộng lát. Đó. Đó. Cho các bạn cảm nhận được. Ta nhuộm màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu tím tùm lum hết. Đó. Những cái làng nghề nha các bạn. Cho tập phơi nha. Có nắng này tập phơi. Đó. Đằng kia là những chiếc chiếu á. Đằng kia là những chiếc chiếu mà người ta tà phơi. Ta dệt rồi tà phơi nha các bạn. Đó. Cái này là nghề người ta làm dữ lắm. Cái khu này là xã Định Yên hồi xưa là cái làng nghề đó. Đó đằng kia xa xa đó. Dài theo cái làng nghề. Còn cái đó là cái nhà trong kia là người ta đang dệt đó. Người ta đang dệt đó nha các bạn. Nên những cái máy đấy các bạn, máy ở trong các bạn có thấy gì không? Đây là máy đẩy chỉ đây nha các bạn. Đó thì các bạn có thích thì xin cho mình một cái đăng ký, một cái like. Cái hướng này là về ngã năm Tân Thành nha các bạn. Sẵn mình đi cho biết cái đường này luôn. Đó thì các bạn có cảm nhận được thì xin cho mình một cái like, một cái đăng ký. Đó. Các bạn có thích thì nhớ cho mình một like, một đăng ký. Đó. Đó, xa xa đó nha các bạn. Đó, chiếu tà phơi dọc theo đường. Đó, chiếu tà phơi dọc theo đường nha các bạn. Đó. Đang chạy về cái tuyến đường về ngã năm Tân Thành. Về ngã năm Tân Thành. Còn cái khác thì nó làm đường rộng quá thật. Cái tuyến đường này nó song song với cái quốc lộ 80 nha các bạn. Nó đi lên hướng ngược lại là nó đi đi bắt dòng cống luôn được. Bắt giò bắt nên bữa nay mình mới đi lần đầu, thì mình chưa có, mình hỏi cho các bạn xem ai có ở khu này thành đó, hướng này là chạy về cái năm Tân Thành là dung chủ cho các bạn. Các bạn có cảm nhận được dùng với miền Tây mình thì cho một like, một cái đăng ký, một cái subscribe. Mình còn chắc cũng 4-5 cây số nữa thì mới tới ngã năm Tân Thành nha các bạn. 4-5 cây số nữa cho nên mình quay một cái làng nghề nữa là có thể mình ngưng, bị dài quá đây cũng có làng nghề nữa. Ta phơi chiếu rồi dữ lắm đó. Đó những cái máy nha các bạn. Đó. Cái lò này ta nhuộm này nha các bạn. Đó cũng là một cái làng nghề nữa nha. Cái làng nghề cho quay giúp nha con, cho quay dịch chiếu giúp nha. Đó thì một cái làng nghề như vậy cho các bạn cảm nhận được. Đó cảm nhận được cái làng nghề của cái địa phương mình. Chú Sim rồi đó các bạn, người ta bán chú Sim là nhiều lắm. Thì ai có cảm nhận thì cho mình xin một cái like, một cái đăng ký. Người ta phơi dữ lắm, ta phơi theo cái
đồ. Đó, cho xe xích đường chút cũng được. Đó. Đó. Ở đây cũng là một cái máy giống như cái máy đó nha các bạn. Cái máy người ta dệt. Ngày làm được mấy trăm ngàn. Là mình làm công ấy ha. Làm sao là mình biết được một chiếc chiếu, chiếc chiếu rồi mình mới ngưng con. Có làm mực. Có làm mực ha. Dạ. Dạ. Thì mình chết biết là mình làm mực rồi. Dạ dạ. Dạ. Thì các bạn có cảm nhận được là cái nghề thủ công của cái địa phương mình. Dạ. Đó. Cái, mấy giờ mình làm rồi mấy giờ mình nghỉ? Thường thường á. Nóng quá ta. 4 giờ mấy, 4 giờ rưỡi sẽ đi làm vậy. Dạ. Làm cái giờ mình nấu cơm, giờ nấu cơm. Dạ. Cơm 2 giờ mình trả lại giờ, 5 giờ mới nghỉ. Dạ. Thì ngày mình được mấy trăm ngàn. Nếu mà mình làm một ngày 10 tiếng được mấy trăm ngàn. À đây giỏi là có này có 150 hả? Chứ không có hơn nữa hả? Không được 200 hả? Không, như mấy người ta làm giỏi ta làm được 200. Tại vì ta không cơm nước phải ngồi ở chỗ hả? Dạ, như vậy là phải cỡ bao nhiêu tiếng mới được? Cũng mười mấy tiếng hả cô? Dạ. Đó mấy cái này người ta phải phơi sẵn nha các bạn. Có nắng à nha, có nắng người ta phơi sẵn. Đó. Rồi ổng làm nghề gì? Dạ, cái hồ ha, cho làm quen. Đó, cái cách của cái người phụ nữ về của miền Tây mình đó là phải kiếm thêm bằng cái này nha các bạn. Đó, công nhàn rỗi thì mới được chứ còn đó. Những chiếc chiếu là người ta dệt rồi nè, nhưng mà cái này còn công đoạn là ta phải cuốn lại nữa hả cô? Dạ, cái này là phải gặp hết ra nữa. Mình hết hay ai hết? Dạ hết. Dạ. Là dệt ra vậy là hết ra rồi ta hết về rồi cũng mai nữa. Dạ. Công đoạn đó. Dạ. Đó. Cho nhớ nha các bạn. Nói về cái máy chứ cũng có thủ công trong đây nhiều lắm nha các bạn. Không mà đưa mấy con chỉ này vô công cũng mệt nữa. Thôi cảm ơn nha. Cô tên gì vậy? Dạ, Thanh. Cô Thanh nha. Vậy là thuộc xã Định Yên hả cô? Cái này là dạ. Xã Định Yên ấp gì? An Bình. Ấp An Bình hả? Dạ. Xã Định Yên cô Thanh nha. Ai có thích cô rồi nhớ có ủng hộ cô thì nhớ cho mình một cái comment. Mình đi tới rồi mình hậu tạ cô. Rồi cảm ơn nha cô Thanh. Rồi kết thúc.